Kính chào quý vị. Mời quý vị đến với thông tin về kết quả đánh giá và truy vết dịch COVID-19 cập nhật từ 20 giờ ngày 5 tháng 11 đến 20 giờ ngày 6 tháng 11 năm 2021 theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Trong ngày, phát hiện các ca nhiễm qua sàng lọc trong các khu cách ly tập trung tại chính huyện, thị xã, thành phố. Các ca nhiễm ngoài cộng đồng phát sinh tại các huyện Châu Thành, Tân Biên, Gò Dầu và thị xã Hòa Thành tiếp tục phát sinh các ca nhiễm trong khu phong tỏa tại các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Gò Dầu, Châu Thành, thị xã Trảng Bàng, thành phố Tây Ninh. Các ca nhiễm là công nhân các công ty trong khu công nghiệp tại huyện Gò Dầu và thị xã Trảng Bàng. Các ca nghi nhiễm 274 ca. Phát sinh 191 ca ngoài cộng đồng, chưa xác định nguồn lây. Nổi lên ổ dịch ở Sườn Châu Thạnh Tây, huyện Tân Biên với 22 ca. Ổ dịch gia đình gia công vàng bạc trên địa bàn Vườn Hiệp Ninh với 17 ca, trong đó có 6 ca hộ khẩu thị xã Hòa Thành. Các khu phong tỏa tại địa bàn thị xã Trảng Bàng, huyện Gò Dầu, huyện Dương Minh Châu tiếp tục phát sinh ca nghi nhiễm. Công nhân trong các công ty trong khu công nghiệp Trảng Bàng phát sinh 50 ca, thị xã Trảng Bàng 74 ca, trong đó các ổ dịch công ty tiếp tục phát sinh 50 ca F0, 14 ca công ty Trần Hiệp Thành, 26 ca công ty Ichi Hero, 6 ca công ty Phượng Hoàng, 3 ca công ty Đông Phương, 1 ca công ty Lan Ham, 5 ca trong cùng gia đình, 19 ca là F1 truy vết liên quan các ca F0 trước đó. Lưu ý, các trường hợp nghi nhiễm chờ xét nghiệm khẳng định, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin ngay khi có kết quả. Đề nghị người dân tuân thủ các quy định hướng dẫn phòng chống dịch của địa phương nơi cư trú, thực hiện tốt thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Thân mến chào tạm biệt.